Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ đi di chuyển cái cục wifi. Và hôm nay nhân tiện đây thì sẽ làm cho anh em một cái video để hướng dẫn anh em di chuyển cái wifi từ nhà A sang nhà B. Tức là cái nhà A là không sử dụng nữa và nhà B sẽ sử dụng, và cái cách để anh em di chuyển nó sẽ như nào. Đây là một cái video mà tôi hướng dẫn để anh em có thể di chuyển mà không cần phải có anh em kỹ thuật qua hỗ trợ. Đấy, là mình tự chuyển mà nó không ảnh hưởng gì đến cái dịch vụ của nhà mình. Đấy anh em nhá, ta sẽ cùng đi nhá. Let's go. Đây anh em nhé, đây là cái modem này. Cái dây này không sử dụng nữa thì mình cắt bỏ đi này. Đây nó có một cái chiều của cái cáp quang ở đây này. Thì anh em rút thẳng ra như này. Đó. Tháo dây nguồn đi trước đã. Đó. Xong rồi anh em kéo cái dây này lên. Đó. Xong cái chiều của cái cáp quang này thì anh em rút thẳng ra này. Giật theo cái chiều của cái lôi thẳng ra này. Đấy, tháo ra này. Đây nó có cái đầu này. Đó. Xong mình cứ giữ lại cái, anh em phải giữ lại cái đầu này nhá, để mình di chuyển cho nó xong, chỉ việc cắm vào thôi. Cắt những cái chỗ này thế thôi. Đây, màu đen chính đấy. Đây, nhà ở bên kia anh em, nhà bên kia. Vẫn là tận dụng lại cái dây chuyền này mình hạ xuống thôi. Bên kia rồi. Ui, tổ ong. Đây à. Vâng, chuyển sang cho nhà bên kia. Thank you.
đường lên đâu nhỉ? Đấy, anh em chỉ cần tháo cái dây xong vòng xuống, vòng sang nhà bên kia là được. Khi mà anh em chuyển mà nó lùi về ấy, thì anh em không cần phải cắt dây nhé. Còn nếu mà anh em chuyển xa thì bắt buộc anh em phải nối dây. Nối dây thì anh em phải gọi anh em kỹ thuật đến để họ nối cho thôi. Hết cách. Đây, bây giờ là nó ăn vào theo chiều này. Vâng. Vâng, áo cọt đây ạ. Cái dây xôn vang quá mà. Thank you.
Cái chưa đấy cho. À. Cột cái này đó. Ó có đưa gì chứ vậy? Ó có đưa gì chứ? Đeo chứa lên nè. Ui hay là cột nó khởi bến này à? Nó chưa cho chiều. Mà nhà hướng này khả ní à? Hay nhà mây này ní ní cũng dư xoáy mãi á. Đang thấy con nhuế nó không? Cái cách bới đưa này. Hả? Cái chưa lấy chồng? Hay dây là hết lề hết với nhà mây nhà này? Có, có. Kéo bật lòng nhà mây hay sao không mày? Có đang lên máy ăn cho. Lên máy lên đi có đang ăn cho. Mà lên cái yên bao ra thật đó. Khoan vậy là chơi à. Ờ, yên tâm, bình tĩnh. Quay bên đó nhỉ, bên đó lên máy nhá bếp á. Nó có đang vào không đấy. Đi câu này ăn đấy cho. Hay nha Len là đi xa ha. Đây, anh em chốt dây, anh em dùng cái dây như này. Anh em thử bện về phương pháp bện dây thuê bao. Bện như này khi mà anh em di chuyển nó rất là dễ dàng. Anh em chỉ việc cắt cái đầu này đi thôi. Xong mình sẽ sử dụng cái dây khác để bện vào. Đấy. Cái phương pháp bện dây này thì nó căng dây với lại nó rất là chắc chắn. Khi nào anh em muốn rút hay di chuyển thì nó rất là dễ. Dây này bỏ đi.
À, có wifi đã đi xuống đi nào. Ơi, mà lại bao sang em bao kéo các cái dây long cái là. Cái dây lằng á? Cái dây lằng này đấy. Cái dây lằng dây khâu tivi á. Rồi. Kéo hết đi. Ờ, kéo sao hết đi. Rồi, kéo hết đi. Cái dây thì nó tệ như đó. Chính là bị đấy mà mình đã bị bao ra này. Có cưa dây à? Ừ. Cái tí đó đấy kéo. Nó cho nó căng đoàn nó. Hảo à? Ờ, hảo mới buộc cái này. Ờ, cái này nổi giấy này, giấy đông này nó khó, hay khó nổ lắm. Nó hay bị hóng lại. Cục đính cái chính này mà chạy gắn giấy này chứ. Cái cục thì ó con rung rồi đó. Cái cục lắm nhá. Y tế mê có hảo chứ nào. Tăng ướt, tăng mưa. Đấy anh em nhé. Đấy, bây giờ chỉ việc cắm vào là được. Bật bật có cái điện nào. Anh em, nó ok rồi nhá. Tín hiệu PON này nó không nháy là ok rồi.
Nếu mà anh em mua reset thì anh em lấy cái tăm anh em chọc vào cái nút reset ở đây này. Giữ khoảng độ tầm 10 giây, tất cả các đèn này nó sẽ nháy một loạt này. Ok. Mật khấu nha, xu hướng nó tới nơi giờ. Mật khấu nha, xu hướng á. Hương len nên là mật khấu đấy chứ nhỉ. Bấm một đình chỉ nào. Đây, nếu mà anh em muốn reset thì anh em chọc vào đây. Anh em giữ khoảng tầm 10 giây, khi nào tất cả các đèn ở đây nháy là sẽ được. Đây, nháy hết đèn. Ok rồi. Còn mật khẩu của cái dòng này là từ 1 đến 9. 0A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A. Thì mất khoảng tầm 30 phút thì tôi đã chuyển xong cái bộ đèn wifi cho nhà khách hàng từ nhà A sang nhà B, và chuyển thay đổi lại cái đường dây khoảng tầm 50 m. Khi mà anh em mà muốn chuyển một cái mô đèn kiểu dạng như vậy ấy, thì anh em chỉ cần tháo cái đầu cáp quang với lại mình cầm cái mô đèn sang chỗ điểm B và mình cắm vào là được. Rất là đơn giản thôi, cái này anh em không cần phải sử dụng đến anh em kỹ thuật, không gọi đến mất thời gian đâu. Anh em cứ làm theo như kiểu video của em là được. Chúc anh em may mắn nhé. Rồi. Xin được kết thúc video tại đây. Hẹn anh em video tiếp.